Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thanh Si đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Và hôm nay là chúng ta đã gọi là cập nhật cái phiên bản mới, có nghĩa là chúng ta đã Battle Z nó sẽ được lên một cái mùa tuần thứ 51 hay 52 gì đấy. Chúng ta được thăng lên bậc là Iron Lewis. Và điều đặc biệt nữa là sẽ có cây Snappier Dragon được bán bằng gem anh em ạ. Rất là vui luôn, cực kỳ vui. Thì mình vừa có hơn 100 gem, mình đã mua thử cái này rồi anh em. Chúng ta sẽ được 10 cái mảnh Snappier. Và đủ 250 mảnh thì sẽ được một con Snappier ngon ở đây này. Và 10 cái Enforced Mind Family. Rồi, chúng ta sẽ được cái family của cái này là chúng ta sẽ được những cái cây đánh trận chiến anh em ạ. Ơi Snappier, wow, đây là mình có 70 mảnh đấy, thấy chưa, ngon chưa anh em, rất đã luôn. Rồi bây giờ có cả thêm một cái cây mới mang tên là cây Enforced Mind. Enforced means cái này thì tăng sức mạnh cho tất cả những cây đánh cận chiến anh em ạ, họ cận chiến nha. Rồi rất là hay, rất là vui. Ở đây có thêm thời trang này, 100 kẹo để mua cái con này và nó hay một tháng cơ, anh em cày thoải mái. Rồi chúng ta sẽ thử sức mạnh của Snappier, mình chưa từng dùng Snappier bao giờ đấy. Hôm nay sẽ được sử dụng một cách miễn phí đây. Chắc chắn nó sẽ có một cái event liên quan tới con Snappier. Đây rồi, khi chúng ta chiến thắng đủ 5 trận Snappier thì mình sẽ kiếm được thêm 50 mảnh nữa. Yes. Nói chung là chúng ta cố gắng kiếm game kiểu gì trong vòng 13 ngày thì kiểu gì sẽ có đấy thôi. Nhưng anh em mà mua bằng tiền thì rất là phí phạm luôn đấy. Cực kỳ phí, ui Snappier mình còn chưa biết là tác dụng như thế nào cơ. Thuộc hệ tay đấm á, nhìn trông khá là kinh đó. Snappier nào, chui xuống cắn con này lên, không biết để làm gì. Và nó sẽ bắn đạn ra, nó đang tiêu hóa với con này anh em ạ, nó đang tiêu hóa với con này luôn. Ok, mình bắn không, nó làm gì đây anh em. Slow con này vào, nó đang ăn anh em ạ, nó ăn rất là lâu, không biết để ăn để làm gì luôn. Từ từ nha, có bắn chưa. Slow lại. Mình cần thêm wow, khả năng bắn zombie anh em ạ. Ghê phết. Nhưng bắn có vẻ hơi chậm. Khả năng hơi chậm. Lên đây, lên đây. Đã đủ. Rồi ôi, cắn mất đầu luôn. Rất là bá cháy nha. Cái này với cái bơ thì đúng là quá tuyệt hảo luôn. Mình sẽ đặt ở đâu đây? Đặt nó ở đâu đây? Ok, đặt nó ở chỗ nào bây giờ? Chỗ này đi. Theo mình nghĩ là có lẽ nên đặt chỗ này. Và khi nó ăn cái này thì nó sẽ tác dụng được gì? Nó có sử dụng cái plan. Thì em sẽ dùng cái plan food luôn. Cho đây phát này. Cho phía dưới phát này anh em. Rồi. Sử dụng plan food anh em ơi. Sử dụng plan food anh em. Cắn hết luôn. Ui hay chưa. Wow. Thật sự rất là đã luôn đấy. Bắn liên hoàn kìa. Bắn liên tục ra đầu zombie anh em ạ. Rất là chất lượng. Siêu chất lượng luôn. Plan food nó cũng lâu cơ. Nhê. Yeah. Thế rất là lâu luôn. Hai chỗ này cần phải trang bị thêm Snappier này. Đấy. Cần, vấn đề là chúng ta cần cái plan food anh em ạ. Cần khá nhiều plan food nữa. Ui dồi. Snappier. Phía trên sẽ cần cây cái ngô. Chẳng cần đâu, không cần thiết đâu anh em ạ. Và chúng ta ăn nó luôn. Đấy. Vấn đề là chúng ta sẽ có ấy không. Chết rồi. Vấn đề là nó đông quá. Đông quá thể luôn. Làm sao mà có thể là ấy được đây. 950 đồng à. Đừng vào. Đây, bình tĩnh nào các bạn trẻ. Đây rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ ăn được rồi đây. Ăn luôn. Đấy. Ok. Không vào đâu. Xổi ôi. Rất là bá cháy. Quá là bá luôn. Ui sợ, mất đầu. Wow. Ngô kết hợp với Snappier hay nhờ. Cây hoa ăn thịt. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ được một trận thắng này. Sau 5 trận này thì chúng ta sẽ được 50 mảnh. Anh em cứ từ từ, bình tĩnh nha, ta sẽ có kiểu gì sẽ được thôi. Yes. Và chúng ta sẽ có Battle Z tuần mới nha anh em. Anh em hãy comment ý kiến xuống dưới nhá, để mình sẽ áp dụng cái Battle Z của tuần này xem như thế nào. Nó có hay ho không? Chúng ta có event này, có Pinata Party này. Chơi Battle Z trước đi á. Chơi Battle Z đã. Để xem là Battle Z tuần này sẽ thế nào đây anh em. Cố gắng đầu tiên nhờ, để được kiếm nhiều kẹo cái đúng không? Siêu fast. Ok. Đánh kiểu gì đây? Chúng ta sẽ có 2000 săn. Oh, trận này nó sẽ không cho mình săn đấy anh em ạ.
Ai chà chà, không cho trồng cây không cho trồng cây moonflower nha anh em. Vì thế những cái dòng họ như kiểu này thì nó sẽ rất là phế. Những dòng họ bóng tối cực kỳ phế luôn. Ờ như vậy thì ta sẽ dùng cây gì? Tăng sức mạnh cho cây đấm bốc này. Đấy. Những cây đấm bốc được tăng sức mạnh này anh em. Cây này đã tăng sức mạnh này. Mình sẽ dùng cái cây gì đây? Không biết được. Cái cây này chúng ta bị khóa nên không thể dùng được cái tăng sức mạnh, cái Enforce này. Bây giờ làm sao đây anh em? Chúng ta phải còn có nhiều kẹo cơ. Ăn mộ à? Ăn mộ hay làm nào nhỉ? Mình sẽ áp dụng cái chuyện nào đây? Bon choy này, đã thế dùng bon choy luôn. Đã thế này, cái này này. Rồi, cái cây này đi anh em ơi. Có lẽ sẽ được. Chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh sẽ bị giảm là sấm sét à. Cái này này, một phát này. Và tăng sức mạnh thì mình dùng cái gì nhỉ? Dùng cái này đi. Có nhiều tiền không mà dùng cái này? Không là hơi mệt đấy. Hơi khó chơi đấy nhỉ. Thử phát. Không biết liệu có ổn không nữa. Mình sẽ đặt cái này trước, dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ sợ nó còn chưa kịp vào thì nó đã chết rồi ấy. Lý do như vậy. Đấy. Đấy và đây này, đẹp chưa anh em? Rồi, thoải mái đi. Chúng ta đặt hai hàng bowling thì cực kỳ mạnh, bowling mình level 4 đấy, không phải yếu đâu. Lên anh em. Bắn nó nào. Xôi giời. Ồ. Trời ơi. Có cái ăn mộ thì tốt không? Ui ồ. À săn, có săn. Đây, săn anh em ơi. Chết rồi. Hơi bị là khó chịu đấy, bọn này là nó rất là khó chịu luôn. Ok, đang đặt cố gắng đặt lên trên như thế này để có thể là tạo ra săn xiếc cái gì đấy. Nào này, vào đây này anh em. Đấm nó luôn. Squat các kiểu vào đây. Từ. Chết rồi. Nó vào nhanh quá anh em ạ, không kịp làm gì luôn. Cái bọn này thì làm sao mà có thể đỡ được đây? Mình đang không hiểu được sẽ đỡ kiểu gì cái bọn này đây. Có 34 giây nha. À, thì có rất là nhiều mấy cái con này à, từ từ nha. Thế này thì chúng ta vẫn sẽ có rồi. Vẫn có thể đánh được, không vấn đề gì cả. Từ từ thôi. Đặt thêm phát nữa này anh em. Dùng hết đi, dùng tất cả đi. Có cái gì dùng cái đấy đi anh em. Squat. Ui, không kịp luôn. Săn là không cần thiết, đúng không? Săn là không quá cần thiết trong cái trường hợp như thế này. Còn 4 giây nữa. Gây đam, phải gây ra nhiều đam nhất có thể rồi. Thế thôi. Ai chà chà, hơi bị khó chịu à nha. Nhưng mà vẫn thắng rồi, trận đầu dĩ nhiên sẽ vẫn thắng. 2, 4, 500 nghìn này. Anh em nào có cái comment nào hay ho thì có thể là comment xuống dưới nhé. Để mình áp dụng chiến thuật cho tập kế tiếp. Hôm nay nó sẽ test thử các chiến thuật mới thôi. Tại vì cũng chưa có cái comment nào của anh em cả. Chiến thuật nào sẽ là tối ưu nhất đây? Xem nào. Để chống lại cái con này thì chỉ có cách là sử dụng cái cây xem. Cây sấm sét thì sẽ bị ấy à. Con này khó chịu hết nhờ. Bây giờ mình làm cái kiểu gì đây? Mình không cần cái kiểu kia nữa. Xem nào, áp dụng chiến thuật nào bây giờ? Áp dụng cái chiến thuật đó chính là cái cây laser beam anh em ạ. Laser beam rất là khỏe, nhưng nó không thể khỏe bằng cái cây này được chắc chắn. Cái này xong kết hợp với cây đó chính là cây nam châm rất cần thiết. Nam châm này, bon choy cũng được, bon choy cũng khỏe, nó đấm rất là tốt luôn đấy, level 6 cơ mà. Mình sẽ cần một cái cây để có thể chống được cái bọn này, và chúng ta sẽ cần cái cây spear mai. Chính xác, spear mai là cái cắt kéo. Còn tăng sức mạnh cho cái bọn ấy kia mà. Nó còn tăng sức mạnh cho một cái con đấy cơ mà. Từ. Bỏ cái này ra này. Laser beam anh em ạ. Laser beam level 4 rồi, cũng chẳng phải yếu đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng thêm cây gì nữa nhỉ? Đang suy nghĩ sẽ dùng thêm cây gì bây giờ. Nó có cái gì nữa nhỉ? Nó cũng chẳng có cái gì mấy bình thường. Ở đây thì hơi khó chơi. Cho đạn nổ không? Thử phát xem như thế nào. Mình không biết là cái snap gì rất là chậm nhá.
không nên đặt làm gì cả. Đây, như thế này, như thế này, đặt full luôn, như thế này, như thế này, như thế này và như thế này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đặt cái mấy cây này lên trước. Từ từ nha anh em. Đấy, mình còn chưa ấy được cơ. Úi ủa, chết hết anh em ạ. Vào đây thì chỉ có chết thôi. Cho nổ đấy anh em ơi. Từ từ mình có thể cho nổ được, bình tĩnh. Mình có thêm cây ở đây, nó vào rất là nhanh nha. Chơi nhầm à, nhầm cây đấy anh em ạ. Thế mới điên chứ, chúng ta nhầm cây ạ. Nhầm cây. Đáng lẽ phải có thêm nhiều cây hơn nữa ở đây. Từ từ. Ui dồi. Cái mộ của nó khó chịu thế nhờ. Nó khó chịu vãi chưởng ấy. Nó bắt đầu lao vào quá nhanh anh em ạ. Ăn cái này phát. Tăng sức mạnh anh em ơi. Mấy cái bọn này thì tiêu diệt cái gì? Mới có cái đầu này. Rất là khó tiêu diệt luôn nhá. Ôi. Khó tiêu diệt thế nhờ. Chơi kiểu gì đây? Chúng ta đang xem xét là chơi kiểu gì cái này đây. Khó thế. 130.000 này. Spearmine này. Lên Spearmine cần phải tăng sức mạnh. Thế mình nghĩ chỉ cần một hàng thôi. Xong rồi khó, thật sự cũng khó chơi. Không hề dễ dàng một chút nào. 155 này. Chuyện này còn tệ hơn cái chiến thuật bowling nhưng mà bowling vẫn là khỏe. Theo như mình nghĩ thấy cái bowling vẫn là ngon. Chỉ kết hợp thêm cây Spearmine mà thôi. Có lẽ là vậy, có lẽ thế là được. Khó phết nhờ, nó lao vào nhanh quá. Và cái bia mộ nó rất là khó chịu luôn nha anh em, có thấy không? Cái bia mộ cực kỳ khó chịu, đúng không? Hay đặt mìn khoai tây nhỉ? Mìn khoai tây có ăn thua không? Mìn khoai tây nó vẫn có bia mộ ở đây. Bowling thì vẫn là tốt rồi, chắc chắn rồi. Bowling với cây slow. Đây, mình đặt cây băng và cây bowling ở đây. Cây này luôn. Không có ô mà đặt đấy. Vấn đề là không có ô mà đặt. Thế khổ. Spearmine. Và thêm một cây nữa thì đấy biết dùng cây gì. Ây chà. Hơi khó chơi, đúng không? Thật sự hơi khó chơi một chút. Chúng ta sẽ chọn cây gì bây giờ nhỉ? Mình đang suy nghĩ không biết chọn cây gì đây. Squat. Cái gọi là cây đấm bốc, cây cải đấm bốc của mình nó không ăn thua luôn đấy. Đặt như thế này. Rồi. Không biết là liệu rằng có ổn không nữa. Hy vọng là sẽ ổn. Mình cũng hy vọng là như vậy. Không biết thế nào. Sẽ đẩy lùi cái này xuống mà. Chắc chắn luôn. Rồi, mình sẽ cần thêm cây. Rất là khó chịu ở nhà. Rồi ok. Nó đang lao vào một cái tốc độ bàn thờ luôn. Không vào đâu anh em ơi. Slow lại hết rồi. Từ. Mình đang đặt, cố gắng đặt như thế này để cho nó có thêm. Ôi. Đông thế nhờ. Bình tĩnh nha các bạn trẻ. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nào, xem nào. Nó đặt ở chỗ kia nhảy quá. Khó chịu thật. Thật sự là khó chịu phía dưới này anh em ơi. Có thêm đây này, plan food này. Plan food là cứ dùng thôi. Đấy, chỉ vì sợ. Không, chắc không sợ bọn này. Vấn đề là không sợ lắm đâu, bình thường. Ui, trên kia nó phá được kìa. Quái nào trên kia lại phá được nhỉ? Lý do trên này tại sao lại phá được ta? Nó vào quá nhanh chăng? Mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Spearmine. 689 nhiễu 742 kìa. Nó dùng cái gì về khỏe nhỉ? À, họ còn X. Có level 4 đấy. Ây chà chà. Cái này không ăn thua. Cái này thì đặt rất là lâu.
Level 6 cả, ghê phết nhờ. Mình cũng gần đạt được cái mức độ là 742 đấy. Chứ thật này thì mình thấy nó cũng ổn, cũng khá là ổn. Gây đam khá tốt, nhưng vấn đề là cái bọn kia nó nhanh quá. Mấy con này này, mấy con sóc nó nhanh thế. Chạy thì đúng là chẳng ai kịp được. Rồi, chúng ta sẽ chấp nhận phải thua trận này rồi, không thể nào mà thắng được. Ây chà chà chà. Chứ thật này bowling của mình khá là khỏe anh em ạ, nhưng vấn đề là chúng ta có lẽ là mình sẽ có thể áp dụng thêm một cái chiếc là gì đấy. Đây 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 đây. Đây nha, bỏ cái này đi. Sử dụng cây cây này. Chính xác là cây này. Phải là cây này thì mới được. Hay hàng rào điện nhỉ? Không được, hàng rào điện thì trên này nó vẫn giết được mình. Rất là khó luôn. Phải nói rất là khó chơi đấy. Không hề dễ dàng một chút nào đâu anh em. Nào. Nào, từ từ. Mình cần rất là nhiều bowling phía trên này. Ok. Như vậy là phía dưới sẽ là mấy băng à? Có lẽ là vậy. Từ từ thôi anh em. VL đông thế à? Đông lắm nhá. Không khó, khó chơi lắm đấy. Không phải dễ dàng chơi đâu anh em ơi. Bắn hạ luôn. Có gì bắn hạ luôn anh em ạ. Đấy thì phải đợi, không phải đợi đâu. Chết đi. Đúng rồi, cố lên anh em ơi. Plan food đây, có gì là đấm luôn. Tốt. Chúng ta bắn luôn, có gì bắn luôn anh em. Ui ôi, ui mấy con này trâu thế cả. Cái này chịu rồi, cái này thì chịu rồi anh em ơi, không làm gì được nha. Chỗ đấy thì chịu luôn rồi, bó tay chấm con với nó rồi. Chết đi anh em. Plan food này, dùng luôn, có là dùng luôn thôi. Ui 700, lúc này đang em mình dùng cái chiêu thật này là mình hoàn toàn có thể thắng được nó không. Vãi lúa thật. Có lẽ là chúng ta nên áp dụng. Ây chà, 900, gần lên 1 triệu rồi. À rồi, ok. Mình biết ta phải chơi kiểu gì rồi. Cố lên nào. Chắc chắn là sẽ được thôi, không phải quá khó. Cho kiếm, cần kiếm thật nhiều săn. Phải nói kiếm thật nhiều săn trước đã. Bỏ qua cái hút mũ đi. Theo mình nghĩ là vậy. Nó không quá cần thiết đâu. Đây này, cái 5 châm này không cần. Nó quá nhiều ít thời gian thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào. Đấy. Rồi, không biết liệu rằng chúng ta chơi kiểu gì đây. Nào, lên này anh em. Đặt. Ôi trời, nhầm cây rồi, tại sao cho cái này? Mình cần cây ấy cơ mà. Chết tiệt. Cần cây tạo ra săn cơ mà. Thôi rồi, đánh cũng được. Đánh tạm cũng được. Chơi thế nào? Vẫn sẽ có cái này trước này. Khó nha. Cái bowling thì rất là khỏe rồi. Dĩ nhiên phải nâng cấp cái bowling đầu tiên. Đáng lẽ phải nâng cấp đầu tiên thì mới là đúng. Chết tiệt rồi. Ok. Làm sao bây giờ? Cá nó anh em ơi. Từ cá nó đã. Đấy, rồi. Chúng ta sẽ cố gắng để dành tiền tối đa đã. Không cần quá nhiều đâu. Như thế này là có lẽ là sẽ được. Ấy. Rồi ok. Bắt đầu bắn rồi anh em ơi. Bắt đầu bắn nó thôi. Còn đợi chờ gì nữa? Đợi chờ gì nữa? 775. Mình không cần phải mua thêm cậy đâu. Từ, mình phải bắn thêm phát nữa. Mình đấy quan tâm đến nó luôn. Đây. Cho thì quan tâm đến bốn cái cửa này của mình thôi anh em ạ. Đó. Có plan food vào là có cái chơi. Thế thôi. Bắn tiếp tục thôi. Kệ bọn nó luôn. Không có boss, không có cái gì cả. Mình đấy quan tâm luôn. Ui, cái cây của mình đâu rồi? Nó lao vào đây vậy? Có cái gì đó hơi sai. Bắn nó phát nữa anh em ơi. Để thắng nào.
1 triệu rồi. Ý cha, lên được 1 triệu rồi anh em. Yes, thấy chưa, chiến thuật của mình tập trung vào ba hàng giữa và sử dụng cây hành tím để có thể lên được 1 triệu. Có nghĩa là gây đam trong khoảng thời gian ngắn nhất là gây đam nhiều nhất. Cái này còn hơi chậm đấy, nó còn chưa dùng được phát cuối cùng kìa. Hay thật, thật sự rất nhiều thứ có thể là áp dụng trong cái Battle Z tuần mới nha anh em. Hãy comment xuống phía dưới ý kiến của anh em để mình có thể làm những tập sau. Và lần này thì mình quyết tâm sẽ được ở vị trí đầu tiên. Không có cái thằng hôm nọ rồi anh em. Thằng hôm nọ đánh kinh quá, không ăn nổi. Chúng ta đánh như thế mà còn không ăn nổi nó. Mình được gần 200 cúp, 200 vương miện. Lần này quăng 200 vương miện để nhất luôn này. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.